Khi ấy, Oai Đức Tự Tại Bồ Tát ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn đã vì chúng con giảng rõ tùy thuận giác tánh như thế, khiến cho những Bồ Tát nghe lời Phật dạy giác tâm sáng tỏ, chẳng nhờ tu tập mà được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, ví như thành phố lớn có bốn cửa thành, người vào thành từ mọi phương đến chẳng đi cùng một đường. Tất cả Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật và thành quả Bồ Đề cũng chẳng thực hành theo một phương tiện duy nhất. Xin Thế Tôn vì chúng con giảng rõ tất cả phương tiện thứ lớp và người tu hành gồm có mấy loại, khiến Bồ Tát trong hội và chúng sanh đời mạt pháp, kẻ cầu đại thừa mau được khai ngộ vào biển đại tịch diệt của Như Lai. Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát nói xong, nằm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bấy giờ Phật bảo Oai Đức Tự Tại Bồ Tát rằng: lành thai thiện nam tử, người khéo vì các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về những phương tiện như thế. Này ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Khi ấy, Oai Đức Tự Tại Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, vô thượng diệu giác cùng khắp mười phương không gian và thời gian, sanh ra Như Lai và tất cả pháp, bản thể đồng nhau, bình đẳng bất nhị. Nên những người tu hành thật chẳng có hai, nếu tùy thuận phương tiện thì số ấy vô lượng. Nay quy nạp lại, theo các tánh sai biệt phải có ba thứ. Thứ nhất, thiện nam tử, nếu các Bồ Tát ngộ biết viên giác vốn trong sạch, dùng giác tâm trong sạch ấy phát khởi quán chiếu, lấy tịnh làm hạnh quán tâm thể chẳng động, do lắng lặng các niệm, vọng tưởng ngừng nghỉ, thì thấy tướng tập khí sanh diệt trong thức thứ tám. Quán lâu thì tịnh huệ sanh khởi, bỗng thấy khách trần lăng xăng của thân tâm từ nay diệt hẳn, trong tâm liền cảm thấy tịch tịnh khinh an. Vì tâm được tịch tịnh nên thấy tâm của Như Lai trong mười phương thế giới đều hiển hiện trong đó, như hình tượng hiện trong gương. Phương tiện này gọi là thiền quán Samatha. Thứ hai, thiện nam tử, nếu các Bồ Tát ngộ biết viên giác vốn trong sạch, dùng giác tâm trong sạch ấy phát khởi quán chiếu, biết tánh của giác tâm và căn trần đều do quyển quá mà sanh khởi các quyển, nay dùng quyển trí, thủy giác, diệt trừ kẻ quyển, vô minh, thì hiện thân biến quá như huyễn, khai phá vô minh để độ chúng huyễn. Do huyễn thân hóa độ chúng sanh mà chẳng chấp tướng chúng sanh, nên trong tâm cảm thấy đại bi khinh an. Tất cả Bồ Tát từ đây khởi hạnh theo thứ lớp tiến lên. Cái huyễn của trí năng quán kia chẳng đồng với cái huyễn của cảnh sở quán. Trí năng quán tuy chẳng đồng với cảnh sở quán nhưng cũng là huyễn, vì sở diệt mà năng còn. Nếu chấp năng quán vẫn chưa lìa huyễn, vì năng quán sở quán đều là huyễn, chẳng đồng với kẻ chấp thật. Có người để lìa hai thứ huyễn, năng sở. Sở quán đã diệt thì năng quán cũng tiêu, cảnh trí đều tuyệt, vậy mới được lìa hẳn tướng huyễn. Những Bồ Tát này tu theo chánh hạnh kể trên thì được diệu hạnh viên mãn, cũng như mầm chơn như trưởng thành nơi đất pháp thân. Phương tiện này gọi là thiền quán Tam Ma Bát Đề. Thứ ba, thiện nam tử, nếu các Bồ Tát ngộ biết viên giác vốn trong sạch, dùng giác tâm trong sạch ấy phát khởi quán chiếu, chẳng chấp quyển quá và tướng tịnh, liễu tri thân tâm đều là chướng ngại, nay chẳng chấp giác minh. Giác minh là cội gốc của vô minh, chẳng kể chướng ngại thì được diệt hẳn cảnh ngại và vô ngại. Sự thọ dụng thân tâm thế giới là tướng phiền não,
Niết bàn ở nơi phiền não của cõi trần cũng như âm thanh ở nơi chuông trống. Chuông trống dù nhỏ hẹp nhưng âm thanh vượt ra ngoài xa, chẳng bị khuôn khổ của chuông trống chướng ngại. Như thế, niết bàn vượt ra ngoài tướng phiền não cùng khắp pháp giới, cũng chẳng bị phiền não chướng ngại vậy. Tu theo thiền quán kể trên thì trong tâm được tịch diệt khinh an, tùy thuận cảnh giới tịch diệt của diệu giác thì thấy bốn tướng ngã, tự, nhân, tha, chúng sanh, thọ mạng đều là vọng tưởng trôi nổi. Tất cả thân tâm đều chẳng thể đến chỗ diệu giác. Phương tiện này gọi là thiền na. Thiện nam tử, ba thứ pháp môn này đều là duyên giác. Vì mười phương Như Lai tu hành nơi nhân địa được thân cận tùy thuận ba môn này, nên do đó thành Phật. Đủ thứ phương tiện và tất cả đồng vị của mười phương Bồ Tát đều tu hành theo ba thứ pháp môn kể trên mà viên mãn chứng nhập thành quả viên giác. Thiện nam tử, giả sử có người tu hành thánh đạo, giáo hóa chúng sanh, thành tựu trăm ngàn muôn ức quả A-la-hán và Bích-di Phật, chẳng bằng người nghe pháp môn vô ngại của viên giác này mà tùy thuận tu tập trong một sát na. Pháp môn viên giác là chánh nhân thành Phật, nên hơn nhiều quả chứng của nhị thừa. Lúc ấy, Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Oai đức, ngươi nên biết, vô thượng đại giác tâm, bản thể vốn bất nhị, nếu tùy thuận phương tiện thì số ấy vô lượng, Như Lai quy nạp lại thành có ba pháp môn: Samatha tịch tịnh, như gương soi các tướng; Tamma-đề huyển hóa, như mầm tăng trưởng dần; Thiền na tướng tịch diệt, như tiếng trong chuông trống. Ba thứ diệu pháp môn đều tùy thuận viên giác, mười phương chư Như Lai và các đại Bồ Tát do đó được thành đạo, ba môn chứng rốt ráo, gọi cứu cánh niết bàn. Khi ấy, Biện Âm Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, pháp môn này thật là hy hữu. Bạch Thế Tôn, theo những phương tiện ấy, tất cả Bồ Tát muốn vào cửa viên giác phải có mấy thứ tu tập? Xin Phật vì đại chúng trong hội và chúng sanh đời mạt pháp dùng phương tiện khai thị, khiến ngộ nhập thật tướng.